1.500 cảnh sát chống đua xe sau trận bán kết AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Công an Hà Nội đã gửi công văn chỉ đạo các đơn vị về kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra và kết thúc. Theo đó, Ban chỉ đạo kế hoạch 141 huy động 30 tổ công tác gồm 450 cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ từ chiều ngày 6 tháng 12 cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Các tổ này phối hợp với công an quận huyện để tập trung đảm bảo an ninh, phân làn giao thông và phòng chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích ở các tuyến phố trung tâm. 30 tổ công tác được trang bị súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ tập trung làm nhiệm vụ tại các khu vực sân vận động Mỹ Đình và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với trung đoàn cảnh sát cơ động, đơn vị tung 100% quân số gồm 60 tổ, mỗi tổ 4 người, sử dụng 2 xe máy tuần tra lưu động. Lực lượng này đang trang bị súng AK, bình xịt hơi cay và công cụ hỗ trợ khác. Trong khi đó, chỉ huy phòng cảnh sát giao thông cho biết đơn vị tung khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết. Theo kế hoạch, cảnh sát giao thông ứng trực tại 300 nút trọng điểm tại các quận nội thành. Ngoài ra, lực lượng trực ban sẵn sàng phân công tùy diễn biến. Hôm 2 tháng 12, sau trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, Cảnh sát cơ động Hà Nội đã tạm giữ được 3 phương tiện và phạt hành chính 7 người do điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách khi cổ vũ trận thắng của đội nhà. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng lập biên bản xử lý 55 trường hợp, tạm giữ 25 xe máy do có lỗi không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định và vi phạm nồng độ cồn. từ cái bàn lên người là bao nhiêu cây? Mấy ký à? Có khoảng mấy ký à? 5 ký à? Nhưng mà đấy là 5 ký là anh. Hãy subscribe